vào tối thứ bảy hàng tuần, Đêm Làng Cổ là sản phẩm du lịch đêm mới do Ban Quản lý Di tích Làng Cổ Đường Lâm phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và các hộ dân tổ chức nhằm giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa ẩm thực của làng cổ. Ngay sau khi ra mắt sản phẩm trải nghiệm đêm làng cổ, đông đảo người dân và du khách đã hào hứng tham gia trong không khí làng quê đậm chất nông thôn Bắc Bộ. Về đêm thì cổng là cũng nhìn nó cũng hấp dẫn hơn. Vâng, đẹp nhỉ, lung linh. Lung linh thế nào? Cái tour đêm vào cuối tuần như này thì từ mấy giờ đến mấy giờ ấy? Thông thường nó sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ. Nó cũng là một trong những cái điểm nhấn về đêm cho Sơn Tây, cũng như là nó cũng là một cái đang rất thu hút của thành phố Hà Nội. Vâng. Đây là cái quang cảnh chung của đêm làng cổ. Mình sẽ có những cái khu như là khu nhà sản phẩm ô cốp này, thì nó sẽ vừa là một cái khu nhà trưng bày sản phẩm cũng như là trải nghiệm, và nó là chính là cái sân khấu chính. Thì ngoài ra nó là những cái khu vực trưng bày đèn lồng khổng lồ này, phía bên cạnh là những khu vực cho các cái quầy bán hàng họ bày bán, giúp đỡ bà con bán được những cái sản vật địa phương. Còn khu vực trung tâm của chúng ta là các đội văn nghệ. Cái kem này gọi là kem di sản, có nghĩa là cái kem này mình mô phỏng lại những cái hình tượng của di sản. Thì như trên tay chúng ta đây là cái kem được tạo dáng thành cái di sản của làng cổ Đường Lâm, đó chính là cái cổng làng cổ Đường Lâm bên cạnh cây đa cổ, bên cạnh di cổng. Sản phẩm này là sản phẩm sáng tạo của đội ngũ ô cốp của chúng mình, là một cái sản phẩm rất hot của Đường Lâm cũng như là của Sơn Tây. Cái này thì ngoài cái chuyện là ăn nó rất là ngon ra thì mọi người cũng đang rất là háo hức được đến để cầm chiếc kem di sản này lên để check in. Mời em tham quan cái khu vực phòng trưng bày sản phẩm ô cốp của thị xã Sơn Tây. Trưng bày rất nhiều những cái sản phẩm đặc trưng của thị xã Sơn Tây và đạt cái tiêu chuẩn ô cốp của thành phố. Đây thì có những cái sản phẩm đặc trưng như là sơn mài này, kẹo lạt này, trầm hương, mật ong, những cái sản phẩm của Sơn Tây. Ngoài những cái sản phẩm mình trưng bày và bán sẵn ra thì mình cũng có những cái hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống để giúp cho mọi người cảm nhận hơn. Đây, mời bạn vào đây. Cái tuần lễ của cái tour đêm làng cổ này thì có một cái sản phẩm rất là sáng tạo. Nó được lấy cảm hứng từ cái mùa gặt, cái vụ gặt của người nông dân ở đây. Một con thú là được làm bằng rơm. Đây cũng là một sản phẩm mang tính tái chế. Khách có thể hướng dẫn cho em làm thử một con. Đúng rồi, bạn có thể trải nghiệm và làm cái hình tượng trâu này. Đó. Sau khi được họa sĩ Nguyễn Tấn Phát hướng dẫn thì tôi đã có sản phẩm cho riêng mình. Một chú trâu được làm bằng rơm. Rất là đẹp. Trải nghiệm tour đêm làng cổ Đường Lâm, chúng ta sẽ còn có cơ hội thưởng thức một buổi biểu diễn rất là đặc biệt. Buổi biểu diễn mang tên Rối Bóng được thực hiện bởi tổ hợp Đoài, kể về những câu chuyện dân gian ở làng cổ Đường Lâm. Một ngày thu nắng đẹp, trên cánh đồng làng Nam Nguyễn, Ngọc Sao và các chị em trong xóm đang mải mê cắt cỏ trên đồng. Bỗng từ xa có tiếng chiêng trống, tiếng loa trường, rồi cơ quan ngựa xe lính trắng đang tiến lại ngay một gần. Đó là đoàn rước chúa Thanh Đô Vương Trịnh Trang đi tuần du miền Tây.